Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Ở đây à? Tưởng người Nhật Bản. Nhật Bản mình rồi. Này lên này nó học của đúng một câu người Việt Nam này thôi à? Thực tế ở đây người Việt Nam. Đã có ý kiến là mọi người ngồi dịch ra sau ạ. Dịch ra sau ok. Thổi còi to đấy nhá, trọng tài nhá. Đúng rồi. 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 Đ
lưới với bóng này. Di chuyển đi, di chuyển đi. Thả lưới nhưng mà phải mấy bạn không không chỗ này đông người mình chạm vào đấy không cái này vừa đá vừa bàn thì thật vui. Chúng vào.
Ui. Tội nào vỗ tay. Này 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 chia hai đội rồi. Bé tí chứ. Nhẹ mạnh hơn. Chui. Chui, coi kìa. Máy quay được 14 phút rồi này. Trung về chưa? Đi. Máy quay không bù giờ. Đi. Cái đấy nó bù giờ nó stop. Đánh quả bóng chết như này là không tính. Đi. Cầm tẹt thẳng vào mũi chứ. Đáng yêu không? Trọng tài nhấp nhỏ cái thẻ đỏ anh đang giật mình. May quá là rút thẻ phải. Đàn nào cũng rút thẻ mà. Rút mà trái thẻ. Bắt ra nhanh, bắt ra nhanh. Trái rồi, sao trái là 2 mét rồi, 1 mét rồi. Cắt bò đi, sao phải đi. Qua. Sao phải, sao phải đi. Sao phải, sao phải. Đứng chưa? Cắt trái à. Đứng chưa? Ôi. Ăn vạ quá.
Đây kiểu vang à? Đá nhạt vãi. Trận này không hay bằng trận trước. Có số vẫn chưa hết hiểm nhỉ? Chú nhầm đấy Hoàng, 15 phút một hiệp mà. 15 phút hiệp mà bấm cái đấy ước chừng thôi, không phải chính xác đâu. Không, nhưng mà cũng phải chính xác những cái đoạn mà như này này ghè nhau này. Chạy nhá. Mình có chuyện nhiều ở dưới chứ. Nhờ Tuấn, anh Tuấn, Tuấn anh em trọng tài viên. Nhưng mà phải chạy theo bóng thì mới nhìn được. Nhưng phải chạy lọc lên lọc xuống này. Hay lắm. Đưa về xem. Quá đi. Hay lắm. Bên kia Tuấn này. Thì có tính không? Có. Hai đội đang chơi đội hình 4-1. Bóng chơi chết. Ok, let's go. Penalty lắm. Trông kiểu này chả sút được quả nào. Ui ôi, bắn khán giả rồi. Đứng lên trên trước thôi ạ, đứng đứng sau tiền đạo. Đứng sau vậy, đứng trước vậy. Chuyển dân của bóng. Điền trước vậy lấy bóng đấy. Lấy lên. Oh, come on. Ui. Thành thủ được quả. Không phải là chúng ta. Không phải là chúng ta.
Còi phát ra cầm xích luôn cổ nha. Xích luôn cổ. Nhớ đi. Duy. Duy. Tốt. Đồng chí Tú chạy hết máy quay rồi nha. Anh Duy lên tìm đào à? Về nhé Duy nhá, mất bóng rồi. Đến đép nó bị ép. Follow him. No,
Chú con luôn em. Dạ ra thế này. Tao bê lùi lại gì đây? Kéo chú nó ra đi. Tao được tận. Đây có bạn chạy đây này. Cầm cầm cầm. Đấy, đúng đấy. Hát lên luôn. Hãy lắm em. Hát. Good. Ủa đi chung bóng này ở đây mà. Không cãi được. Bắt người, bắt người, bắt người. Trọng tài xong rồi. Sao? Bị một cái. Người ai? Quay xe lưu. Chơi xe đây. Có hai người. Đừng dễ quá. Xe lưu. Hai. Chung bóng được đấy, không phải nhảy, không phải nhảy khép áo vào. Không phải nhảy khép áo vào. Hết hàng rồi, đừng mua vào đi. Ông khó khủng khiếp vãi. Khủng khiếp vãi. Anh chạy thì thôi. Rút lên luôn. Cắm vào đi Hải. Cuối giờ đuổi lắm. Lúc sau mày cắm vào đi. Đâu? Di chuyển nhiều bài thôi. Xác vào. Về. Chú bị ảo. Sớm em phải 5 phút giờ lại vẫn 5 phút vậy. Chạy sâu vào. Đứng lại. Mới được có nửa hiệp này thôi. Chắc là buồn ngủ quá. Sorry man. Chạy đi em ơi, chạy đi. Chẳng
lại nữa, bên phải. Trả về, trả về, trả về. Ôi. Ôi. Có một quả bóng vừa trong sân rồi. Lùi về, lùi về, lùi về. Lùi vào gần cũng vào được. Quay bên cánh phải nhá. Lùi về chút. Rồi, rồi, rồi. Không phải, không phải. Hoàng ơi, đừng lùi xuống Hoàng ơi. Này, này, này. Hương bắn kinh à? Không bắn gì, gần như quả nào chính xác hết. Ngọc ơi, em không tập à? Em tập chưa? Đến của Mickey. Mickey. Mấy giờ rồi? Qua lại. 16 rồi mình. 16 rồi. Chơi giải mà. Nhưng mà làm gì? 4 giờ thì. Tên à, giờ tổ chức máy rồi. Tên đây giờ 7 giờ. 6 giờ đó đi. Còn đám cưới là 6 giờ. Đi giờ giờ 6 giờ đúng. Cô Hà có bảo muộn rất là 4 giờ rồi. Phu đây ơi. Đã, mấy phút nữa? Còn 4 phút nữa. Còn 4 phút. Chắc là sao giải. Thôi rồi, khoai rồi. Khoai rồi. Hai bạn, mấy bạn này. Đá xong hết trận đấu. Về em ơi, cứ về đi. Good job. Bóng bình đấy. Ô còn penalty nữa cơ. Chúng ơi, chúng ơi, chạy 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 này. Sao giảm được bao nhiêu lâu? Anh biết rồi được. Quay bao lâu rồi anh? 15 phút rồi. Công nhận bù giờ ở lâu phết. Chả trận đấu nó bù giờ thế này cả. Thật chú luôn. Nếu mà bù giờ kiểu này nó sinh ra cho câu giờ làm gì? Thế như đá sân này mà không chết chứ đá cứ suốt ngày biên biên này thật anh đá chơi phải bao lâu kiểu em bắt trận đầu với anh và cảm tưởng mà bóng cứ ra ngoài liên tục cứ hết biên lại góc hết biên lại góc gần như cả trận thì bóng trong sân cũng được biên luôn. Trận đấu bắt lỏng mà tổng kết chảy máu trong, chảy máu trong. Tôi chết rồi, chảy máu trong. Giữ lại cơ. Một. Giữ lại. Thanh người. Chảy máu trong rồi. Thế em bất tín. Má đá một đầu vẽ. Đội đầu gấu vãi. Không kịp quay ấy. Em chẳng nghĩ rồi, phải đá luôn kìa.
Này nhìn hai thằng kia nó đá cái gì vậy? Hai cái thằng bên sân kia kìa. Sân chơi trò biểu gì á. Nó chơi nó sợ cây. Lui ra. Sao nó bấm giờ mà mấy ông cao đi. Cố lên đi chú. Tống ơi. Lại bà nhìn người sau lưng em rồi tin 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 ra của mình rồi, tin ra của mình chơi cái này rồi. Không Hải ơi, quả đấy dơ được máy quay ra ấy, nhưng mà bị một hàng người che này, cầu thủ ấy đứng che hết. Come on guys. Đáng kiểu phát ngay. Bây giờ chỉ cần kéo dài nữa. Chứ ảnh giảm, ai chơi nữa. Chơi đâu phải đá anh ta qua. Nhiều phút rồi anh ơi. 2 phút 2 phút 2 phút nữa. Mặt thằng mày đó. Chẳng đẹp gì cả. Giờ chưa thấy thuật. Chẳng thân mến. Hỏi nổi quá. Em không ngại. Mình đã kịp. Nó hơi chạm vào đầu em may quá. Ôi. Chưa chạm bóng. Đây một trong tay kia. Tay kia. Trời ơi, câu dạo quá. Ôi, mình cứ đi thôi. Cho cái thẻ xanh. Ai ha. Về đây. Tố lắm. Khó lắm. Bây giờ thủ và phá. Chiến thuật chỉ có thủ và phá. Lót đây. Cả đội hình đây này. Ngồi ra rồi. Một phút nữa. Đứng lên trong người. Trong người trong môn kìa. Trong người. À, đau mồm quá. Bắt người mày thôi nhá. Một phút. Còn 1 phút nữa thôi. Ôi giời, 1 phút nữa đây. 1 phút. Đừng có vào nhá, vào lại phải đá penalty lạnh lắm. Mày nhảy rồi. Lại cho phụ dây rồi anh. Thì cứ bấm thôi, ra ngoài rồi bấm. 55 giây nữa. Với một cái điểm nào vào luôn. 55 giây, 54. Đá ra biên đó. À, có mình anh. Có mình có. À, chạy hả? Quanh chạy đâu, 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 chạ
này đi cản lên nữa. Xá. Đấy bóng mình tiếp kìa. Có chịu nhỉ mấy giây? 3 giây rồi anh. Mới được 25 giây, 26 giây. 30 giây nữa. Nửa phút. Phòng vẫn tiếp tục chết. Thôi, mà bấm nữa. Sao thôi. Ôm luôn, ôm luôn, ôm luôn. Ôm luôn, bây giờ thẻ vàng. Ôm luôn, ôm luôn. Ôm luôn. Thôi ba chị nó thẳng thôi. Anh chú ơi. Con Anh em đi.
Không có mặc đâu. Hải bắt chết là cái gì đấy? 6 người ơi, 6 người ơi. Bắt chết chạy nhanh. Tử thủ. Thế mà cũng cuối rồi, cuối rồi, cuối rồi. Còn nay mà vào thì thành. Ôi, hai ơi, hai ơi. Chết cái đó. Chúng ta, xuống, hai nghe. Rồi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Hết, yeah. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Rồi, rồi, hết rồi. Hết. Tôi đây, tôi đây. Em vui lắm. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Đúng rồi, rất mơ màng. Hai người mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Hay lắm. Gôn hay quá anh ơi. Ôi, sửa bạn. Bắt tay kìa, bắt tay kìa. Xong rồi. Bạn này phải thưởng lên cho thủ môn nữa. Thằng này được giải thưởng gọi là phá được. Đúng như Vinh nói, thủ môn đội nó là bập là bập. Nói thật mà. Vừa nói xong nó là bập vào luôn. Bắt không được. Mẹ thì suốt là bập vào ngay. Suốt là quá thẳng nên nó bắt dễ. Đại đặc sư có thấy không? Giống như thằng này này. Đây là chú môn, lên chú môn, lên chú môn. Ông mà, lên chú môn rồi. Vậy chú môn nó bắt vào. Đúng rồi, năm ngoái. Chỉ có suốt ăn thôi. Có lúc nó không phải đá. Có quả chưa? Trung ốc của nó. Vô định về nhà nó đi vào. Vừa lấy cái lọ này ra kia quả là có quả cháu không đi vào chưa? Vào đây cần đi vào cho người hùng. Đấy, người hùng vua đúng không? Vòng trong rồi. Vòng trong rồi đi vào. Sáng nay anh bảo bắt tay vô được. Đến nửa rồi. 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 Muốn vô địch là phải quay đến 3 giờ kia. Quay đến 3 giờ kia. Ơi, cái kết mới. Xin mời anh chị Tuấn Anh chưa có là nhận này nhà tài trợ của giải lên trao giải câu đầu tiên là giải thủ môn xuất sắc nhất. Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về vô địch là bạn Trung Anh. Chú ơi như là bạn Vinh đúng rồi, và một bạn nữa là Mugi to lên rồi, cho nên là của bạn Vinh. Ok, tỷ lệ giải số 10.000 forint. Ok, sau đây bây giờ sẽ đến phần trao giải ba. Giải huy chương đồng thuộc về đội Bắc Kè. Xin mời cô Trần Thị Vân Hải, đại diện đại sứ quán để lên trao huy chương cho các bạn. Có huy chương à? Chưa đâu, người ta Thank you.
chung nhá. Thắng mày cái gì? Mày thôi. Vỗ tay cái nào. Đội giải ba đâu nhỉ? Chụp ảnh không? Chụp ảnh không? À, xin mời đội giải ba ra để chụp ảnh ạ. Chụp ở cái cờ đây. Lấy cái cúp không? Lấy cái cúp không? Lấy cúp không? Lấy cúp không? Lấy cúp không? Áo biên chế rồi. Đất đấy khai à? Thành ca, thành ca. Tiếp theo xin mời chú Nguyễn Tiến Trung là trưởng ban nhà tài trợ chính thức và lớn nhất của giải đại diện cho trung tâm Thăng Long sẽ lên chào huy chương bạc cho đội Depression. Đại diện cho ban tổ chức là ban bí thư. Đấy thôi. Xin lỗi là hôm nay báo tổ chức quên thông báo đội và giải ba là được 50.000 forint. Đội giải 60.000 forint. Chú Bảnh, cái đội này chú Bảnh, tí nữa hai hàng đi, hai hàng đi. Ngồi xuống các bạn, ngồi xuống. Và tiếp theo, xin mời bác Nguyễn Viết Khuê tham tán với câu hỏi do chủ nhân Việt Nam đưa ra đi sẽ lên trao. Chào huy chương vàng cho giấc mơ vàng cho đội Fort Bend. Rồi đội FC Budapest là đội đã giành ngôi vương của giải. Cái hai cái.